Trong cái video này thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em cái bài số 4 trong cái chương trình toán và đại số giải tích lớp 11 chương thứ 2 tổ hợp xác suất. Trong cái bài số 4 này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về phép thử và biến cố. Các em đừng quên like và chia sẻ video nếu như cảm thấy video có ích, và nếu có bất kỳ một cái thắc mắc gì thì các em có thể để lại trong cái phần bình luận ở bên dưới video. Thầy sẽ cố gắng dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các em. Trong cái bài này thì chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhất, đó là phép thử và không gian mẫu. Đây là những cái khái niệm cơ bản nhất trong cái lý thuyết xác suất mà chúng ta cần phải để ý. Và muốn học tốt được cái phần này thì chúng ta chú ý rằng là phải nắm chắc các cái khái niệm này. Đúng không? Chúng ta sẽ đến với cái khái niệm đầu tiên, đó là khái niệm về phép thử. Đây là một trong những cái khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Thì ở đây các em hiểu cái phép thử của mình nhé, đó là một cái thí nghiệm hoặc là một cái phép đo hay là sự quan sát một cái hiện tượng nào đó thì người ta đều hiểu đó là phép thử. Để nhắc lại nhé, ở đây thì chúng ta hiểu một cái thí nghiệm nào đó này, một cái thí nghiệm, một phép đo này, hay là một sự quan sát các hiện tượng nào đó thì người ta gọi là phép thử. Ở trong cái lý thuyết xác suất này thì mình nghiên cứu một cái phần phép thử, mà có những cái phép thử ấy chúng ta nhìn thấy được ở đây, chúng ta để ý nhé, là chúng ta sẽ không biết trước được kết quả của nó, đúng không? Tức là cái phép thử đấy chúng ta không biết trước kết quả như thế nào, nhưng mà tập hợp các kết quả của nó thì đã biết đấy. Thì khi đó cái phép thử đấy người ta gọi là phép thử ngẫu nhiên. Và trong cái phần toán học phổ thông của mình thì mình chủ yếu nghiên cứu về cái phép thử ngẫu nhiên này. Đấy. Thì chúng ta lưu ý như sau. Phép thử ngẫu nhiên thì là một cái phép thử mà chúng ta không đoán trước được kết quả của nó. Nhớ là không đoán trước được kết quả. Nhưng chúng ta lại biết được tập hợp các kết quả có thể có của phép thử đó. Đấy. Ở đây thì thầy lấy ví dụ để cho chúng ta dễ hình dung một chút về cái phần này, về cái phần phép thử ngẫu nhiên này. Chúng ta đến với một cái ví dụ. Đây thầy lấy ví dụ về cái phép thử là gieo con xúc xắc đi. Gieo một con xúc xắc, đúng không? Gieo một con xúc xắc. Khi mà chúng ta gieo một con xúc xắc ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể biết được là mặt, tức là cái mặt mấy chấm xuất hiện, đúng không? Thế chúng ta không biết được mặt mấy chấm xuất hiện, nhưng chúng ta lại biết được tất cả các cái khả năng của nó có thể xảy ra. Đấy. Cụ thể ở đây là nó chỉ có thể là xuất hiện mặt 1 chấm này, mặt 2 chấm này, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm hoặc mặt 6 chấm, đúng không ạ? Đấy thì cái tập hợp các kết quả của nó là biết được. Nhưng cụ thể trong lần gieo con xúc xắc nào đó mà chúng ta gieo ấy, tức là chúng ta thử ấy, thì nó lại không biết được kết quả. Đấy, nó chỉ nằm, kết quả nó chỉ nằm trong cái tập hợp đấy thôi. Thì đấy là một cái phép thử, và gieo con xúc xắc là một cái phép thử ngẫu nhiên. Là một phép thử ngẫu nhiên. Chúng ta đến một cái ví dụ thứ hai mà trong cái phần xác suất này chúng ta rất là hay gặp, đó chính là việc là gieo một cái đồng xu. Đấy, gieo một đồng xu. Gieo một đồng xu nhé. Thế thì gieo một đồng xu thì chúng ta biết như thế nào? Chúng ta sẽ không biết được cái mặt nào sẽ xuất hiện, đúng không? Mặt sấp hay mặt ngửa. Đấy, nó có hai mặt sấp ngửa ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ không biết được mặt nào sẽ xuất hiện. Nhưng chúng ta lại biết chắc chắn rằng là cái tập hợp, tức là cái khả năng xuất hiện của nó thì chỉ có thể xuất hiện mặt sấp hoặc chỉ có thể xuất hiện mặt ngửa mà thôi. Tức là tập hợp các kết quả thì đã biết. Đấy, thì đây cũng là một cái phép thử ngẫu nhiên. Là một phép thử ngẫu nhiên. Như vậy là qua hai cái ví dụ này thì các em hình dung là
một cái phép thử ngẫu nhiên là như thế nào. Thì trong cái phần toán học phổ thông của mình ấy, thì mình chỉ nghiên cứu về các cái phép thử ngẫu nhiên này thôi ạ. Đấy, và từ nay về sau ấy, khi mà nhắc đến một cái phép thử nào đó ở trong cái phần phần này mà không có cái chú thích gì thêm thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang nghiên cứu cái phép thử ngẫu nhiên nhé. Chỉ nhắc đến từ phép thử thôi thì phải hiểu rằng là đấy là phép thử ngẫu nhiên, chúng ta đang nghiên cứu cái phép thử ngẫu nhiên ở trong cái phần này. Đấy, thì chúng ta nhớ cái quy ước như vậy. À, bây giờ thì chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là không gian mẫu của cái phép thử. À, bây giờ thì chúng ta quan sát cho thầy. Ở đây thì người ta có một cái phép thử đó là gieo một con xúc xắc như thầy vừa nói đúng không? Đấy, thì yêu cầu là liệt kê các kết quả có thể có của phép thử gieo con xúc xắc. Thế thì ở đây mình sẽ quy ước 1, 2 là số mặt, tức là số chấm đấy, xuất hiện. Số chấm xuất hiện, tức là khi gieo con xúc xắc, các em hình dung là gieo con xúc xắc này chẳng hạn, thì cái số chấm xuất hiện ở trên mặt này là bao nhiêu? Đấy, thì chúng ta sẽ có được. Thế thì ở đây tập hợp các cái kết quả có thể có của cái phép thử này. Của cái phép thử gieo con xúc xắc ấy. Gieo con xúc xắc. À, nó sẽ là một tập hợp gồm các cái, thứ nhất là mặt một chấm có thể xuất hiện này, hoặc mặt hai chấm này, hoặc mặt ba chấm này, hoặc mặt bốn chấm, đúng không? Năm rồi 6 chấm đúng không? Tuy nhiên thì không thể có cái chuyện là xuất hiện mặt 7 chấm được. Đấy, thì đây là tập hợp các kết quả có thể có của cái phép thử gieo con xúc xắc này. Vậy thì cái tập hợp các kết quả có thể có của một cái phép thử ngẫu nhiên thì người ta gọi là không gian mẫu, và cái không gian mẫu này người ta ký hiệu là omega. Và chúng ta đến với cái khái niệm về không gian mẫu như sau. Đấy, các em ghi cho thầy. À, tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử thì được gọi là không gian mẫu của phép thử đó, và người ta ký hiệu là omega. Chúng ta đọc cái ký hiệu này là omega. Và bây giờ thì chúng ta cùng xét xem một vài cái phép thử mà được chúng ta nhắc đến trong cái phần vừa rồi thì cái không gian mẫu của nó là cái gì. Bây giờ chúng ta thử quay lại với ví dụ nhé. Chúng ta nhớ lại cái ví dụ lúc nãy thầy lấy đúng không? Chúng ta lấy ví dụ là gieo một con xúc xắc thì ở đây thầy nói rồi. Bây giờ chúng ta gieo một đồng xu đi, đúng không? Đối với cái phép thử gieo một đồng xu. Gieo một đồng xu. Gieo một đồng xu. Thì cái không gian mẫu của nó sẽ là cái gì? Ở đây thì chúng ta có cái không gian mẫu của cái phép thử gieo một đồng xu này. Đấy, không gian mẫu của phép thử này. À, như thầy nói ban nãy thì khi mà gieo một đồng xu ấy, chúng ta sẽ có hai cái mặt là mặt sấp và mặt ngửa, đúng không? Thế thì cái việc xuất hiện mặt nào chúng ta không biết trước được, nhưng mà cái tập hợp cái khả năng có thể có của nó thì có hai khả năng, hoặc là nó xuất hiện mặt sấp hoặc nó xuất hiện mặt ngửa. Chính vì vậy mà không gian mẫu của phép thử này trong trường hợp này là omega sẽ bằng sấp hoặc là ngửa như thế này. Đấy, chúng ta hình dung ra chưa? Rồi, à, đây là một cái minh họa. Tiếp theo thì chúng ta đến với một cái ví dụ, một cái phép thử khác. Chúng ta tìm cái không gian mẫu thử xem. À, bây giờ là mình gieo một cái đồng xu hai lần đi. Để gieo một đồng xu. Gieo một đồng xu hai lần. Thì cái không gian mẫu của phép thử này nó là cái gì? Không gian mẫu của phép thử.
Thế thì ở đây chúng ta hình dung là có hai cái đồng xu. Vì vậy là cái không gian mẫu, tức là cái khả năng xuất hiện của các cái mặt khi chúng ta gieo, thì ví dụ như lần thứ nhất chúng ta gieo thì nó xuất hiện mặt sấp chẳng hạn, lần thứ hai cũng xuất hiện mặt sấp, thì đây là cái trường hợp thứ nhất đúng không? À, trường hợp thứ hai, lần thứ nhất cũng xuất hiện mặt sấp nhưng lần thứ hai thì nó xuất hiện mặt ngửa đúng không? Đấy, đấy là phần tử thứ hai của cái không gian mẫu. Tiếp tục phần tử thứ ba là lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa nhưng mà lần thứ hai xuất hiện mặt sấp đúng không? À, tiếp tục lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa và lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa. Đấy, thì đây chính là cái không gian mẫu tập hợp các cái kết quả có thể có của cái phép thử gieo đồng xu, gieo một đồng xu hai lần. Đấy, gieo một đồng xu hai lần thì nó sẽ có bằng đây cái kết quả. Chúng ta cùng đến với một cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba để chúng ta hình dung ra được cái không gian mẫu. À, đó là chúng ta sẽ gieo con xúc xắc hai lần. Đấy, gieo con xúc xắc. Gieo con xúc xắc hai lần. Ở trên là chúng ta gieo một lần đúng không ạ? Đây chúng ta xét cái phép thử gieo hai lần thì sẽ như thế nào, và cái không gian mẫu trong trường hợp này nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta hình dung là mỗi một lần thì đều có 6 cái khả năng xảy ra, tức là có thể mặt một chấm xuất hiện, mặt hai chấm xuất hiện, mặt ba chấm xuất hiện, vân vân đến mặt 6 chấm xuất hiện đúng không ạ? Thì lần thứ hai cũng như vậy. Thế thì cái không gian mẫu ở đây nó là gieo hai lần chứ không phải gieo một lần. Cái phép thử của mình là gieo hai lần. Như vậy không gian mẫu ở đây của mình sẽ gồm tập hợp của các cái phần tử như sau. Phần tử thứ nhất, trong trường hợp thứ nhất nhé, là mặt một chấm xuất hiện. Lần thứ nhất gieo mặt một mặt 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 một chấm xuất hiện. Lần thứ hai mặt một chấm xuất hiện đúng không? Đấy, lần thứ nhất mặt một chấm xuất hiện, lần thứ hai mặt hai chấm xuất hiện. Đấy, chúng ta hình dung chưa? Vân 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 à, đến một một chấm xuất hiện và mặt 6 chấm xuất hiện. Đấy, thì chúng ta liệt kê hết các cái khả năng có thể có xảy ra. Đó, lần đầu tiên, tức là gieo lần đầu tiên thì xuất hiện mặt một chấm, lần thứ hai thì xuất hiện các cái mặt còn lại đúng không? Đấy, và tương tự như vậy trong cái trường hợp thứ hai là mặt hai chấm xuất hiện đầu tiên, sau đó đến mặt một chấm, vân vân đúng không? Chúng ta có 2 6. Đấy, rồi đến 3, 3, 1, đúng không? Vân vân. Rồi đến 3, 6, 4, 1, vân vân. Rồi đến 4, 6, 5, 1, vân vân. Rồi đến 5, 6. Nhớ rằng là 5 6 mỗi cái này, mỗi cái ngoặc này thì thể hiện cho là lần gieo thứ nhất. Đấy, lần gieo thứ nhất cái số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất và đây là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai. Chúng ta còn có là 6 1 và đến cuối cùng đó là 6 6. 6 6. Đấy, thì đây là toàn bộ các cái phần tử của cái không gian mẫu của phép thử gieo con xúc xắc hai lần. Đấy, thì cái không gian mẫu này người ta có thể viết gọn lại một chút bằng cách cái ký hiệu tập hợp ấy, thì chúng ta có như sau. Chúng ta có thể gọi là lần thứ nhất xuất hiện mặt y chấm này, lần thứ hai xuất hiện mặt di chấm, chúng ta viết dưới dạng tập hợp. À, người ta gọi là chỉ ra phần tử đặc trưng đấy đúng không? Đấy, chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử. Trong đó thì cái y di của mình là các cái số tự nhiên đúng không? Và easy của mình đều phải easy đều phải lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 6. Đấy. Thì đây là một cái cách viết khác. Đây là một cách viết khác của cái không gian mẫu. Chúng ta viết dưới dạng phần tử đặc trưng, còn đây là liệt kê tất cả. Thực tế thì thầy cũng không thể liệt kê được đủ bởi vì ở đây nó có tới tận 6 nhân 6 bằng 36 phần tử cơ. Đấy. Đấy thì thầy liệt kê như vậy để cho các em hình dung ra được cái không gian mẫu của một cái phép thử nó là cái gì. Thế thì qua cái ví dụ này, qua ba cái ví dụ này, có lẽ là phần nào các em đã hình dung ra được không gian mẫu của một cái phép thử ngẫu nhiên, đúng không ạ?
tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu cái khái niệm thứ hai liên quan đến cái phần này, đó là khái niệm về biến cố. Vậy biến cố là cái gì? Thì chúng ta sẽ có cái khái niệm như sau. Biến cố chính là một tập hợp con của không gian mẫu. Đấy, tức là chúng ta đã nghiên cứu cái không gian mẫu ở phần bên trên ấy, đúng không ạ? Thì mỗi cái tập con của không gian mẫu này thì được gọi là một biến cố. Một biến cố. Thế thì ở đây để cho dễ hình dung thì chúng ta quay trở lại với cái khái niệm, quay trở lại với cái khái niệm mà tức là quay trở lại với cái ví dụ bên trên. Ví dụ chúng ta sẽ quay trở lại với cái ví dụ về cái phép thử, phép thử gieo một con xúc xắc nhé, gieo một con xúc xắc, gieo một con xúc xắc. Trở lại với khái niệm này, thế thì khi mà gieo một con xúc xắc thì như các em đã biết rồi, đó là không gian mẫu của nó thì bao gồm các cái khả năng, các cái phần tử có thể cái chấm, số chấm xuất hiện này là một chấm này, hai này, ba này, bốn này, năm này, hoặc sáu chấm xuất hiện. Đây là không gian mẫu của nó, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xét một cái sự kiện, người ta gọi là sự kiện, đúng không? Đó là hay là một cái tập hợp A gồm các cái phần tử đi, là 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, à xin lỗi, không có 7. Đấy, thừa. Rồi, 1, 3, 5. Thế thì cái tập A này á, nó là một cái tập con của omega, đúng không? Chúng ta nhìn thấy nó là một cái tập con của tập hợp omega. Và đây chính là một biến cố. Đấy, đây là biến cố A. Người ta sẽ viết là biến cố A. Và biến cố này thì sao? Biến cố này chúng ta có thể diễn đạt dưới dạng lời ấy, đó là gì ạ? Mặt lẻ chấm xuất hiện. Khi gieo con xúc xắc đấy, thì mặt lẻ chấm xuất hiện. Mặt lẻ chấm xuất hiện. Đấy, chúng ta diễn đạt bằng lời như vậy. Thì tương tự như vậy bây giờ thì các bạn có thể có một cái biến cố, ví dụ như tôi lấy biến cố B, đúng không, là 2, 4, 6 đi, thì chúng ta thấy vẫn thấy là nó là con của omega. Và biến cố này chúng ta có thể diễn đạt bằng lời, đúng không, đó là biến cố B là mặt chẵn chấm xuất hiện. Mặt chẵn chấm xuất hiện. Đấy, đây là các biến cố. Vậy biến cố nó là một cái tập hợp con của không gian mẫu. Thì ở đây chúng ta lưu ý về cái mặt ký hiệu ấy. Ký hiệu thì người ta thường ký hiệu các cái biến cố là các cái chữ cái ABC. Ký hiệu biến cố là các cái chữ cái ABC. Chúng ta sẽ đọc là biến cố A, biến cố B, biến cố C, biến cố D, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ ký hiệu bằng các cái chữ cái in hoa. Ký hiệu bằng các chữ cái in hoa. Đấy, ví dụ như thầy đang ký hiệu ở đây, vậy chúng ta có thể nhìn thấy các cái biến cố này. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái phần, có những cái tập hợp. Đối với khái niệm tập hợp ấy, chúng ta có những cái tập hợp rất là đặc biệt, đúng không ạ? Thế thì ở đây cái không gian mẫu omega ấy, chúng ta thấy là omega thì bao giờ cũng là con của omega, đúng không ạ? Và rõ ràng là omega nó sẽ là một cái biến cố. Omega là một biến cố. Một biến cố. Và biến cố này có tên là biến cố chắc chắn, đúng không? Biến cố gọi là biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn. Tức là biến cố này sẽ luôn luôn xảy ra, lúc nào cũng xảy ra. Biến cố được gọi là xảy ra khi mà một phần tử của nó xuất hiện. Đấy.
thì lúc nào mà chả có thể, đúng không? Ví dụ như là mặt lẻ chấm xuất hiện, thì ví dụ mặt một chấm xuất hiện thì là biến cố A được gọi là xảy ra. Đấy thì chúng ta để ý cho cái ngôn ngữ về mặt diễn đạt là như thế nhé. Chúng ta nhớ rằng là biến cố xảy ra khi mà một phần tử của nó xuất hiện. Tiếp theo cũng là một cái tập hợp rất là đặc biệt, đó là tập hợp rỗng, đúng không? Chúng ta làm quen với tập hợp rỗng này rồi. Và tập hợp rỗng thì là tập hợp mà không có cái phần tử nào cả, và tập hợp rỗng thì là con của mọi tập hợp, vì vậy là rỗng cũng sẽ là con của omega. Và khi mà nó là con của omega thì có nghĩa rằng nó cũng là một biến cố, và cái này nó là một biến cố. Biến cố. Và người ta gọi cái biến cố này là biến cố không thể, đúng không? Biến cố không thể. Gọi là biến cố không thể. Biến cố không thể tức là cái biến cố mà không thể xảy ra được. Người ta gọi là biến cố không thể. Ví dụ như ở đây mà thầy 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 có cái biến cố đó là mặt 7 chấm xuất hiện chẳng hạn, thì cái biến cố đấy chính là bằng rỗng, đúng không? Biến cố rỗng ở đây, thầy lấy ví dụ ở đây là mặt 7 chấm xuất hiện. Xuất hiện. Thì đây là một cái biến cố rỗng bởi vì nó không có phần tử nào cả. Đấy. Thì chúng ta hiểu cái phần 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 biến cố, các hai cái loại biến cố rất là đặc biệt này. Chúng ta khi mà làm bài ấy, thì chúng ta để ý. Chúng ta lưu ý cho thầy hai cái điều này, đó là một cái biến cố A ấy là xảy ra, cái biến cố xảy ra trong một cái phép thử nào đó, khi và chỉ khi kết quả của phép thử đó là một phần tử của A, hay là người ta gọi là thuận lợi cho A đấy. Đấy. Kết quả thuận lợi cho A hay là kết quả nó là một phần tử của A, thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta về mặt ngôn ngữ hay là về mặt thuật ngữ trong cái phần này chúng ta cần phải để ý. Biến cố xảy ra trong một cái phép thử nào đó thì khi và chỉ khi cái kết quả phép thử đó là một phần tử của A. Với cái khái niệm như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái biến cố không thể đấy, tức là biến cố rỗng ấy, đúng không ạ? Biến cố rỗng người ta gọi biến cố rỗng này thì nó sẽ không bao giờ xảy ra được. Trong khi đó thì cái biến cố omega tức là biến cố chắc chắn thì lúc nào nó cũng xảy ra, tức là nó luôn luôn xảy ra. Để chúng ta để ý. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua cái phần tiếp theo, đó là các cái phép toán trên các cái biến cố. Chúng ta sẽ giả sử rằng là A là một cái biến cố của một cái phép thử có không gian mẫu là omega. Giả sử A là một cái biến cố. Của một cái phép thử với cái không gian mẫu omega. Chắc chắn là chúng ta thấy rằng là thực tế là cái không gian mẫu cũng như là các biến cố này đều về khái niệm tập hợp. Nên là ở đây với cái khái niệm tập hợp thì chúng ta có các cái phép toán, đúng không? Ví dụ như phép toán hợp này, đúng không? Hợp của hai tập hợp, giao của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, đúng không? Đấy thì ở đây chúng ta cũng có các cái phép toán trên các cái biến cố này tương tự như vậy. Thế thì với cái A là biến cố của phép thử với không gian mẫu là omega thì chúng ta sẽ có được cái omega trừ A ấy, nó cũng là một cái tập hợp, đúng không? Tập hợp con của tập hợp omega. Đấy, tập hợp omega trừ A thì nó cũng là một tập hợp con. Vì vậy nó đã là tập con thì nó cũng là một biến cố, và người ta gọi cái biến cố này là biến cố đối của biến cố omega.
À, xin lỗi, biến cố A. Đây gọi là biến cố đối. Gọi là biến cố đối của biến cố A. Biến cố đối của biến cố A. Và biến cố này thì người ta sẽ ký hiệu là A ngang. Ký hiệu là A ngang. Thế thì ở đây thầy sẽ lấy một cái ví dụ để em hình dung ra được. Ở đây là cái tập hợp omega. Đây là thầy vẽ hình minh họa nhé. Thì đây là cái tập biến cố A của mình. Thì cái phần này chính là biến cố A ngang. Đấy, chúng ta hình dung như vậy. Phần bên ngoài này của A ngang. Thì ví dụ cụ thể ở đây. Ví dụ nhé. Chúng ta còn nhớ cái phần vừa rồi. Đó là cái phép thử gieo một con xúc xắc nữa, gieo một con xúc xắc, gieo một con xúc xắc. Khi đó thì chúng ta có được cái không gian mẫu của phép thử này là omega, chính là một hai tập hợp gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5 và 6, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đã xét cái biến cố A là cái biến cố mà mặt lẻ chấm xuất hiện, lẻ chấm xuất hiện. Chúng ta đã xét cái biến cố này và chúng ta biết rằng là biến cố A thì bao gồm các cái phần tử đó là 1, 3 và 5. 3 và 5. Đấy. Thế thì từ đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái biến cố A ngang của nó là cái gì? A ngang của nó chính là omega trừ đi A. Đúng không? Omega trừ A. Thì nó bao gồm các cái phần tử đó là 2, 4 và 6. Đấy. Và diễn đạt bằng lời của cái biến cố này chính là biến cố mà mặt chẵn chấm xuất hiện. Chẵn chấm xuất hiện. Đấy. Thì như thế này chúng ta đã hình dung ra được cái biến cố đối của nó là như thế nào. Chúng ta cứ muốn tìm một cái biến cố đối của một cái biến cố cho trước thì chúng ta lấy cái không gian mẫu trừ đi cái biến cố, đúng không? Đấy là cái khái niệm thứ nhất, đó là khái niệm về biến cố đối. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua cái khái niệm tiếp theo là khái niệm về hai cái phép toán, đó là phép toán hợp và phép toán giao của tập hợp. Nó cũng sẽ tạo ra được các cái tập con, đúng không? Và các cái tập con này thì chúng ta sẽ có cái tên gọi chúng ta có là A và B ấy, là hai cái biến cố của một cái phép thử. Giả sử A và B là hai biến cố của một phép thử. Của một phép thử. Thì chúng ta có như sau. Chúng ta có tập hợp thứ nhất là tập hợp A hợp B. Tập hợp A hợp B này. Đấy, chúng ta vẫn đọc là A hợp B ấy, đúng không ạ? Thì được gọi là hợp của hai biến cố A và B. Gọi là hợp của hai biến cố A B. Biến cố B. Và chúng ta ở đây chúng ta để ý rằng là khi mà A là con của omega, B là con của omega ấy, thì A hợp B nó cũng sẽ là con của omega. Và khi nó là con thì nó là một biến cố. Và đôi tức là người ta gọi cái biến cố này là biến cố hợp. Tiếp theo là tập hợp A giao B. Tập hợp A giao B thì được gọi là giao của hai biến cố.
A hợp B thì là hợp của hai biến cố AB, A sao B gọi là giao của hai biến cố AB. Trong cái trường hợp là A sao B này nó bằng rỗng thì hai cái biến cố A và B này được gọi là hai biến cố xung khắc. Nếu A sao B mà bằng biến cố rỗng, A sao B bằng rỗng ấy, đúng không? Thì AB, A và B được gọi là hai biến cố xung khắc. Xung khắc. À, như vậy là chúng ta sẽ có các cái thuật ngữ mới liên quan đến cái phần này, đúng không? Thì chúng ta để ý về cái cách chúng ta viết. Với cái định nghĩa như trên đấy thì chúng ta để ý là cái biến cố hợp A hợp B, biến cố A hợp B này nó xảy ra khi và chỉ khi và chỉ khi đấy. Hoặc là biến cố A xảy ra hoặc là biến cố B xảy ra. A xảy ra B xảy ra. Tiếp theo là A giao B. Đấy. A giao B. Biến cố giao ấy nó xảy ra khi mà AB đồng thời xảy ra, đúng không? Tức là A xảy ra và biến cố B cũng xảy ra, và nhé, kia là hoặc thì đây là và B cũng xảy ra. Và cái biến cố giao này á, biến cố giao này thì người ta còn có thể viết, tức là người ta có thể viết được nó cái dưới cái dạng như thế này. Chúng ta để ý cái cách viết là người ta viết A nhân B như này. Đấy. Thì khi mà gặp cái hai biến cố mà viết dưới dạng như thế này thì chúng ta hiểu là đây là biến cố giao, tức là giao của hai biến cố AB. Đấy, giao của hai biến cố AB. Chúng ta hiểu như vậy. Tiếp theo là khái niệm về cái biến cố xung khắc như thầy đã nói về đây. Ở đây thì cái khái niệm biến cố xung khắc có nghĩa rằng là A giao B bằng rỗng, tức là chỉ cần hai cái tập hợp này giao nhau bằng rỗng thôi. Cái điều đó có nghĩa rằng là gì ạ? Cái A biến cố A ấy và biến cố B được gọi là xung khắc. Xung khắc. Tức là AB không bao giờ đồng thời xảy ra. Đúng không? Đấy. Tức là A và B không xảy ra đồng thời. Hay nói cách khác là không khi nào xảy ra đồng thời. Đấy, thì chúng ta có thể hình dung một chút về các cái phép toán đối với các cái biến cố này để chúng ta áp dụng vào các cái bài tập cụ thể. Bây giờ thì chúng ta xét một cái ví dụ để chúng ta hình dung rõ hơn các cái loại biến cố này. Xét một cái phép thử gieo một cái đồng xu 2 lần với các cái biến cố. Biến cố A là kết quả của 2 lần gieo là như nhau. Biến cố B là ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. T là lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp và D là lần đầu xuất hiện mặt sấp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt tìm các cái biến cố này. Chúng ta có đầu tiên là không gian mẫu. Thì cái không gian mẫu này chúng ta cũng đã nghiên cứu ở bên trên, đó là khi mà gieo một đồng tiền 2 lần, một đồng xu 2 lần đấy, thì chúng ta có được là các cái trường hợp có thể xảy ra là cùng xuất hiện mặt sấp này, đúng không ạ? Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp, lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa này, lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa, lần thứ hai xuất hiện mặt sấp, lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa, lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa. Đây là không gian mẫu của cái phép thử này. Đấy.
không gian mẫu của phép thử. Đấy. Tiếp theo là cái biến cố A. Biến cố A thì là kết quả của hai lần gieo là như nhau, tức là mặt sấp thì cùng mặt sấp, mặt ngửa thì cùng mặt ngửa. Vậy thì ở đây sẽ có hai cái phần tử, đó là SF này và NN sấp sấp. Rồi, đấy là biến cố A. Tiếp tục chúng ta thấy cái biến cố B. Biến cố B có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp, nhớ là có ít nhất một lần. Thế thì ít nhất một lần nghĩa là gì ạ? Ví dụ như là đây chúng ta xem xét đây, thì chỉ có ba cái phần tử này là có xuất hiện sấp thôi, chứ còn cái này thì không, đúng không ạ? Như vậy ít nhất một lần thì sẽ có ba phần tử, đó là sấp sấp này, sấp ngửa này và ngửa sấp. Đấy là biến cố B. Biến cố C. Biến cố C lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp. Đấy, chúng ta để ý nhé, lần thứ hai. Thế thì lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp thì nó mới xuất hiện mặt sấp. Thì chúng ta phải phân biệt rất rõ cái khái niệm này, chứ không là nó sẽ bị sai. Lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp. Đấy, thế thì ở cái phần tử thứ nhất này, sấp sấp này sẽ là lần đầu xuất hiện mặt sấp rồi, như vậy cái phần tử này không không phải, đúng không ạ? Cái phần tử này cũng không phải, bởi vì lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa. Tiếp tục và cuối cùng ở đây chúng ta thấy là lần thứ hai xuất hiện mặt sấp đây. Lần thứ hai mới xuất hiện, cái từ mới nó rất là quan trọng. Đấy. Trong cái phần từ ngữ tiếng Việt của mình thì chúng ta để ý các cái ngôn ngữ để diễn đạt và chuyển nó cho đúng. Không thì sẽ hay bị nhầm. Nhiều bạn lần thứ hai xuất hiện mặt sấp thì nó lại khác nhé. Đấy, còn lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp thì nó lại khác. Vậy C ở đây thì sẽ chỉ có bao gồm có phần tử là ngửa sấp này thôi. Đấy, còn nếu mà thay bằng cái từ ấy, ví dụ như thầy bảo là biến cố C phẩy là biến cố mà lần thứ hai xuất hiện mặt sấp, thì cái C phẩy ở đây ấy, của mình ấy, thì nó lại bao gồm hai phần tử cơ. Đấy, lần thứ hai xuất hiện mặt sấp thì có sấp sấp này và ngửa sấp này. Đấy, chúng ta phân biệt cho thầy hai cái loại biến cố này. D, từ ngữ là ảnh hưởng rất quan trọng. Đấy, lần đầu xuất hiện mặt sấp, thì chúng ta quan sát lại lần đầu xuất hiện mặt sấp thì ở đây có hai cái phần tử, đó là sấp sấp, lần đầu xuất hiện mặt sấp, ngửa cũng là lần đầu xuất hiện mặt sấp. Đấy, thì như thế này chúng ta đã hình dung ra được là các cái biến cố của mình dưới dạng diễn đạt bằng lời và dưới dạng ngôn ngữ về tập hợp. Em thân mến, như vậy là trong cái phần này thầy đã giới thiệu cho các em những cái khái niệm cơ bản đầu tiên liên quan đến lý thuyết xác suất, đó chính là cái phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, các cái biến cố, đúng không ạ? Đặc biệt là các cái biến cố đặc biệt như là biến cố chắc chắn, biến cố rỗng, biến cố không thể xảy ra đấy, đúng không ạ? Đồng thời là thầy cũng đã giới thiệu một số cái phép toán liên quan đến các cái biến cố bao gồm các cái phép toán giao hợp, đúng không ạ? Hiệu, vân vân. Trong video tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em toàn bộ cái phần bài tập của cái bài số 4 này. Các em nhớ chú ý đón xem. Video này thì xin phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì các em có thể để lại trong cái phần bình luận ở dưới video. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.